Rồi, chung kết chiến khu đi CLC Idol Nobody. Trời ơi. Đây, coi skin của Nobody đây. Đó là chuyện của ổng phân tích nha em, chứ còn mà anh thì anh không quan trọng ra con gì anh chơi con đó thôi, anh không quan trọng ra con nào. Anh là chơi game cứ chơi thôi, mình chơi để mình trải nghiệm thôi chứ không có chờ hay là gì hết đó. Trời ơi, 5 triệu. Ngon lành. Trời quá, hiệu ứng nhiều quá. Giật quá. Quá hiệu ứng nhiều vậy, cứt ra cũng giật cái màn hình luôn vậy. Ít hai thôi. Muốn cho chậm. Acid nó không lan qua con hero ta, hay hơn chứ, cha này hơn ghê luôn á. Con quỷ phượng này nó gấp mất con flash đi, chứ không để con skin nó đấm vô acid nó lan qua cho con hero, để cho con quỷ hero nó khỏi chi kích luôn là ngon mẹ vãi, xui thiệt. Con quỷ phượng này nó gấp mẹ con flash đi mất rồi, ông tôi là ông cô là đấm acid tạt vô đầu con quỷ hero này, là con quỷ hero này hết chi kích luôn. Nhưng mà không sao, ạc này ao đồ mà, ao đồ ao chất tướng là toàn tức hai không mà win chắc rồi. Ok em, chúc em năm mới vui vẻ tràn ngập hạnh phúc nha. Anh cũng chúc em như vậy. Năm năm nay đầu năm bùng nổ rồi, sáng còn mưa nữa, ở Sài Gòn sáng còn mưa lất phất nữa, nói chung là mát. Tại sao em không hỏi, tại sao coi xong mấy em không hên hỏi người ta luôn, qua hỏi anh làm gì, trời sao anh biết trả lời được, người ta phân tích thì em hỏi người ta chứ sao qua hỏi anh. Đúng không, người ta phân tích thì em hỏi người ta chứ sao em hỏi anh, sao anh biết được trả lời được, anh có phân tích đâu, anh là người phân tích thì anh mới trả lời được chứ, chứ còn anh không phân tích thì sao anh trả lời được, đúng không? Ví dụ như ra cao ô tô thì chờ một công bách thì cái này em hỏi người phân tích, chứ còn anh thì anh có phân tích đâu mà anh biết anh trả lời. Anh là yếu tố của anh là khi mà anh chơi game anh tập trung vô cái trải nghiệm game là chính. Cái trải nghiệm game với lại cái cách mình chơi sao mà mình chơi nó thoải mái là được, chứ còn người Tết mà trời ơi, đã bỏ chày rồi, bỏ cao ô tô xong chờ mực, trời ơi, nguyên một tháng Tết luôn, vừa đầu năm nữa nghỉ được 3 ngày ở nhà, xong rồi vừa nghỉ Tết âm lịch vừa nghỉ Tết dương lịch nữa, trời ơi, nguyên một tháng Tết ở nhà vô một cái ạt không bỏ không đó, ăn hành chán chịu gì nổi, trời ơi, sao sao chơi game mà chơi vậy, chơi làm gì, trời ơi, nguyên một tháng Tết ở nhà không không có con nào để chơi hết, vô chỉ nhìn người ta cầm chày cầm cao ô tô cầm Boros đi chưởng đi quýnh in mà lằn hết mình ở nhà chả có con gì hết, nhịn mà từ năm này qua năm kia luôn sao chịu nổi. Nó tính ra con phượng này nó báo đời ghê luôn ta, nó gấp bắt một con đi, chỉ cần acid mà trúng vô con hero này là ngon, nhưng mà không, tại ạc này ao đam quá, ạc này ao đam quá thôi, ạc này mà không ao đam là câm lặng rồi, bên đây câm lặng ngon hơn nhiều, câm lặng quá ngon luôn. Ông này vô chung kết mấy mùa đó, để ý ông này nè. Thì em cứ nhìn xa trông rộng thì mỗi người có một cách chơi khác nhau, thì người ta phân tích thì em đi hỏi người ta chứ sao hỏi anh được, anh đâu có phân tích đâu mà anh trả lời được câu đó. Bây giờ anh trả lời thì em chắc gì em nghe đâu, cho nên em coi bên nào thì em hỏi bên đó, chứ tự nhiên em coi bên này xong em qua em hỏi bên này sao anh trả lời được. Ví dụ như anh là người phân tích đó, thì anh sẽ trả lời, tại vì cái phân tích đó thì anh biết anh tự là người viết ra thì anh sẽ trả lời, chứ còn anh đâu viết ra, anh là người không viết ra thì sao anh trả lời được.
Được. Bình thường mà, chơi chày bỏ sam bình thường được mà. Miễn trong con mực em có ít nhất là từ 1 đến 2 con có sót siêu khúc là được rồi, chứ đâu quan trọng gì con nào đâu. Trời ơi, mấy con Phoenix nó ngon quá, mà tại sao nó chơi vô vòng quay, trời ơi là trời. Cái con tướng nó ngon vãi đạn, mẹ nó vừa tăng được mà nó vừa khó chịu, nó vừa cô lập mục tiêu nữa, là nó cô lập luôn, nó gấp tiếp. Mẹ nãy giờ ngu cái sư không được chơi game luôn, vãi nồi. À, ông này nhân phẩm cao ghê luôn, nãy giờ acid, nãy giờ quýnh nãy giờ cả buổi trời luôn, như acid không lan vô người con Giro Giro hay thiệt. Mê hay thiệt luôn, con chicken nãy giờ quýnh nãy giờ acid không lan vô người, lan nãy giờ không lan vô người con Giro hay thiệt, lan hết luôn rồi nha, lan hết tiêu nha, riêng Giro không dính acid. Mẹ ông này nhân phẩm phải cứt luôn thề. Mẹ hên vãi, quýnh cả buổi trời luôn, quýnh qua râu 2 rồi chứ bộ mà chưa dính acid lần nào hay thiệt. Hay là giải trốn nha, ủa nãy giải trốn như con nào vậy, giải trốn random hay là giải trốn cho nó, giải trốn cho chính nó, tưởng nó giải trốn vô con flash chứ. Ừ, xem Kikin nó quấn hơn chứ, không mà nói tiền xem Kikin với lại xem cô Kitsu đá sướng hơn, cái animation của nó đẹp. Cái animation nó đẹp hơn mấy con khác, mấy con ví dụ như siêu tuyệt kỹ của con cái sư với lại con chicken, con Giro siêu tuyệt kỹ của nó đẹp, công nhận là đẹp hơn mấy con trước. Cảm giác mà khi mà con cái sư đá vô nó lắc cái màn hình nó rung lên đó, nhìn nó đã, nhìn thích vãi. Bên đây còn chưa nổ bét luôn mà, má quýnh nãy giờ còn chưa nổ bét luôn mà, vãi nồi thiệt sự. Ôi chết. Trời ơi, đá vô một lần, đá vô nó giật. Nhiều ông á vô hỏi tôi, ủa sao anh quay CMC nó cứ giật, mẹ giật ai đâu biết được, sao trả lời được. Mày skill nó như thế này thì nó giật chứ ai đâu biết nó giật hay không giật. Mày server nó đã lắc rồi, mày vô skill mày ultimate luôn, mở con chích tin lên nữa mày giật con nồi ai đâu biết. Đó, con cô cái sư mỗi lần cái đá nó giật như thế này, mày giật ai chịu nổi. Quá nhìn sướng thiệt, quá nhìn cô cái sư đam đã thiệt chứ. Trời nhìn nó hồi máu nè, trời nhìn nó hồi máu bị động nè. Quá nhìn cô cái sư đá thiệt chứ. Hình như là có siêu tuyệt kỹ của skin nó Messina nhiều hơn. Rồi, câm lặng 4 con luôn hả? Rồi, câm lặng 5 con luôn. Thì mày đỉnh như vậy, trước khi chết bạn còn câm lặng được 5 con, nhân phẩm bạn cao quá vậy. Mày ông nội này ông hên với cứt ra luôn. Không, Hero chỉ cần ở Wacken 1 thôi là được rồi. Hero chỉ cần ở Wacken 1 là ngon rồi. Việt Nam hả? Việt Nam thì ok, chút nữa ghé qua xem Việt Nam coi. Lúc đầu tính thì xem Việt Nam thì nó cũng nhạt lắm, xem Việt Nam đi, xem Nhật hiện giờ vậy cũng là sân chơi cũng chạy không mà, chạy bên nào mạnh hơn thì bên đó ăn thôi. Để chút nữa ghé về Việt Nam coi, coi xong CVC đi, coi CVC thì ghé về xem Việt Nam coi. Xem Việt Nam thì nhanh, xem Việt Nam thì nhanh hơn nhiều, xem Việt Nam vô làm ào là xong rồi gì đâu. Ok, để đợi tí đi, anh coi xong CMC rồi qua server Việt Nam coi. Rồi xong rồi, CMC gì là xong rồi đó.
Trời, ao gần 70 triệu được chiến.